Đây là cái nắng lúc 1 giờ rưỡi và tụi mình đang tập hợp để chuẩn bị đi học ngắm bắn súng. Mọi người hỏi là ai quay clip cho mình thì đây, bé Lily Quốc Nhật, con trai chung phòng của mình nha mọi người. Nó cũng láo dữ lắm, mọi người đợi đi rồi tôi bóc phốt nó nè. Chiều nay học ngắm bắn súng ngoài sân banh, nói chung là nó cũng hơi nắng đó. Quân sự dữ chưa? Đi học quân sự mà giờ này ngồi thả kem chống nắng. 4 giờ học xong rồi thì tiếp tục đi dọn vệ sinh, quét lá cây. Nghe đâu là ngày mai có thầy hiệu trưởng ghé trường cho nên là phải dọn vệ sinh nữa. Như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là mình học xong rồi đó. Tạc lon hả? Xuống liền. Vô đây như một thói quen là chiều nào cũng phải chạy đi chơi tạc lon. Nhiều ra ít vậy. Nè, thanh tra rơi quay clip bị bắt. Vô đây học đi tới đâu là nghe nè tới đó luôn á. Về đây.